Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn phương thuốc ngâm rượu Minh Mạng Thang 35 vị của phòng khám Y Tâm Đường. Minh Mạng Thang là phương thuốc nổi tiếng của vua Minh Mạng. Nhờ phương thuốc này mà nó giúp ông có sức khỏe kiện toàn, thể chất cường tráng và ông đã có được rất nhiều con, cụ thể là 78 hoàng tử và 64 công chúa. Hiện nay là cái Minh Mạng Thang bản gốc ấy đã không còn. Bây giờ trên thị trường này lưu hành khá nhiều thang minh mạng khác nhau và nổi tiếng nhất là hai bài. Bài thứ nhất là nhất dạ lục giao sinh ngũ tử, bài thứ hai là nhất dạ ngũ giao sinh tứ tử. Và hai cái bài này thì thực ra nó cũng không đúng nguyên bản hồi xưa, và rất nhiều nơi trên mạng rồi trong các nhà thuốc từ trong Nam ngoài Bắc ở miền Trung cũng đều bán Minh Mạng Thang. Nhưng mà các nơi đó, nhất là những nơi trên mạng ấy, thì nhiều nơi trên mạng họ bán rất là rẻ, chỉ có 300.000 một thang thôi. Nguồn gốc xuất xứ thì không rõ ràng và chất lượng cũng kém. Còn các nhà thuốc khác thì mỗi nơi bán thang khác nhau. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn thang Minh Mạng 35 vị của Y Tâm Đường. Cái thang ngâm rượu này có Y Tâm Đường ấy, thì thành phần thì công khai, gam lượng thì rõ ràng và có chỉ rõ từng nhóm dược liệu tác dụng ra làm sao. Cái thang Minh Mạng 35 vị Y Tâm Đường này gồm có các vị như sau. Thứ nhất là 8 vị bổ khí dưỡng huyết, đó là hồng sâm Hàn Quốc, phục linh, bạch chuột, cam thảo, thục địa, đương quy, xuyên cung, bạch thược. Nhóm thứ hai là nhóm có 9 vị bổ thận trắng dương, tăng cường sinh lực, đó là hải long, lộc giác, nhục thung dung, ba kích thiên, sơn thủ du, hỏa tí tử, bổ cốt chỉ, dâm linh hoắc, nhục quế. 8 vị cường gân kiện cốt, trừ phong thấp, thông kinh hoạt lạc, đó là phòng phong, thiên ma, đỗ trọng, ngũ tất, tần giao, độc hoạt, tục đoạn, kế hước đằng. 5 vị bổ huyết dưỡng tâm an thần, đó là hà thủ ô, lấm linh chi, táo nhân, long nhãn và hồng táo. 5 vị dưỡng âm sinh tân, dưỡng can sáng mắt, hành khí tiêu thực kích thích tiêu hóa, đó là sa sâm, ngọc trúc, câu kỷ tử, trần bì và đại hồi. Đó là các công dụng đấy của Minh Mạng Thang Y Tâm 35 vị của Y Tâm Đường là như sau. Công dụng thứ nhất là đại bổ khí huyết kiện tỳ vị, giúp kích thích tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, hồng da đen tóc. Công dụng thứ hai là bổ thận trắng dương, giúp tăng cường sinh lực, hỗ trợ điều trị sinh lý yếu. Công dụng thứ ba là mạnh gân cốt, trừ phong thấp và thông kinh lạc, giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp do phong thấp này, thoái hóa cột sống, ca cột sống và đau thần kinh tọa. Công dụng thứ tư là dưỡng tâm an thần, bổ huyết dưỡng não, giúp tăng cường trí nhớ, ngủ sâu giấc. Công dụng thứ năm là dưỡng âm sinh tân, dưỡng can minh mục, giúp không bị nóng nhiệt, không khát nước, giúp sáng mắt. Và công dụng thứ sáu là hành khí tông thực, giúp tiêu hóa tốt, không bị đầy hơi, khó tiêu. Cái thang Minh Mạng 35 vị này của phòng khám Y Tâm Đường ấy đã được lưu hành vài năm nay và được nhiều khách hàng tín nhiệm, được đánh giá rất là tốt trên Shopee. Hôm nay giới thiệu với các bạn ở phòng khám Y Tâm Đường này là cái dược liệu người ta dùng, dược liệu thượng phẩm, dược liệu loại 1, loại tốt nhất, cho nên là gam lượng không cao nhưng mà chất lượng nó rất là tốt. Và một thang này ấy, sẽ ngâm với 6 đến 8 lít rượu nước cái hoa vàng nấu thủ công, và phải dùng rượu chất lượng tốt để ngâm, rượu trắng để ngâm. Và cái loại rượu đó phải mua từ 50 đến 60 nghìn trở lên trên thị trường đấy các bạn, và nồng độ rượu là từ 38 đến 50 độ để ngâm, để dễ chiết xuất dược liệu và bảo quản được lâu.
Thứ hai là phải ngâm trong cái bình bình thủy tinh hoặc là bình gốm không trắng men. Và trước khi ngâm vào bình là một cái bình đó là phải rửa sạch, phơi nắng. Đó. Và thời gian ngâm là từ trên trang web Y Tâm Đường này và trang Shopee thì họ hướng dẫn là từ ngâm từ 1 đến 3 tháng là uống được rồi. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình ấy, thì lên ngâm từ 3 đến 6 tháng các bạn uống. Ngâm ít nhất 3 tháng uống các bạn. Thì nó mới êm và nó không bị sốc và nó dễ uống. Và lúc đấy thì dược chất nó chiết xuất được nhiều rồi thì uống nó mới ngon, nó mới đậm. Đó là như vậy. Mà liều lượng uống này thì mỗi ngày chỉ uống từ 1 đến 3 lần. Đó, mỗi lần một ly nhỏ từ 20 đến 30 ml. Đó, và các nhớ là các bạn không được bao giờ được lấy cái rượu Minh Mạng Thang này này để nhậu. Và bạn phải uống đúng liều lượng là mỗi lần một ly nhỏ mắt trâu từ 20 đến 30 ml mà thôi thì nó không có tác dụng các bạn. Các bạn uống to đùng một cái ca ca to đùng này nó không có tác dụng đâu. Mà nó sẽ làm nóng cơ thể này. Các bạn nó nếu các bạn uống quá liều lượng này, uống uống quá nhiều thì nó sẽ làm cơ thể nóng một, thứ hai nó sinh ra táo bón là hai. Cho nên là chỉ uống vừa phải thôi. Uống đúng liều lượng khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng và thì nó có tác dụng và là mới tốt cho sức khỏe. Có bạn lưu ý nữa là những người cao huyết áp chưa hiểu gì ổn định ấy, thì không được dùng. Phụ nữ mang thai cho con bú không được dùng và người dưới 18 tuổi thì không được dùng. Đó là như thế. À, các bạn lưu ý là sau khi 3 đến 6 tháng các bạn ngâm xong đấy, các bạn chiết sang một cái lọ, phải chiết xong một lọ thủy tinh này. Và cái lọ thủy tinh đấy không phải rửa sạch phơi khô. Và cả cái đồ múc này, đồ 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 cái phễu để đổ vào ấy cũng phải rửa sạch phơi khô, phải rất là cẩn thận. Và sau khi nó ngâm bình rượu này và chiết sang cái chai thủy tinh thì những cái thì cũng phải để ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp dọi vào, nếu không thì nó sẽ hỏng rượu. Đó như thế. Nếu mong rằng video này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích hãy chia sẻ với nhiều người để họ có một thang thuốc ngâm rượu tốt để ngâm. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.